Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, thì thành tựu nhuần nhuyễn nghiệp tâm ngữ ý dễ thương, dễ mến, đối với các hữu tình tâm không vướng mắc. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển thì thường xuyên thành tựu từ bi hỷ xả vân vân khởi nghiệp thân ngữ ý tương ưng. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển thì quyết định không ở chung với năm cái là tham dục, sân nhuế, hôn trầm, thủy miên, trạo cử, ác tác, nghi. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển thì tất cả thủy miên đều đã phá hết, tất cả sự trói buộc của tùy phiền não đều vĩnh viễn chẳng thể hiện khỏi được. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển thì vào ra qua lại tâm chẳng mê lầm, luôn luôn an trụ chánh niệm chánh tri, cử chỉ oai nghi, đi đứng nằm ngồi, cất bước hạ bước cũng lại như thế, đi đến nơi nào đều nhìn xuống đất, an tưởng hệ niệm thẳng đường mà đi, cử động nói năng đều không vội vàng thô tháo. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển thì các đồ dùng như đồ nằm, y phục đều luôn thơm sạch, không hôi hám, cũng không có mồ hôi cấu bẩn. Các loại trùng trùng như giận trí vân vân, tâm ưa thanh cao, thân không tật bệnh. Này các